Vlog thực hành, thiết thực, cụ thể, giúp khắc phục tập luyện, phương pháp tập gym đúng chuẩn. Duy Nguyễn THOL. Tình trạng thằng Mập hồi nãy như cơm bữa vậy đó, không biết nó tập tầm sao mà nó nằm một đống, thằng ở đâu nằm chết đâu chết chứ không ghim tao trời. Cái vụ vừa rồi á, cái vụ hồi nãy á là cũng nhiều lắm á. Thằng Mập này chỉ vô tập bậy nè đó, cái tội tập thường thường á là hai thằng mới vô không nào biết khỉ gì trơn á, hai thằng chỉ nhau lên được, hoặc là có thù quán cá nhân gì nè, nó chọc BT là nó giận nó trả thù thôi chứ không gì đó. Chứ BT thì nó like được đầu tư giáo dục bài bản lắm, chắc không chỉ mày đâu. Mấy bạn nhớ nha, tập gym phải bảo kê đàng hoàng, có tiền thì muốn BT, không có tiền thì đọc Duy Nguyễn Duy Phổ cho nó rõ ràng nha. Cái mặt tối tái mét à, thằng này chắc là cái kiểu mà đẩy ra là hít vô nè, không khí á, oxy nó dồn trong máu nhiều quá đỏ tươi cái mặt luôn, mắt giận lên không có làm cái tầm đỏ tầm đen đâu hết trơn trời hết á. Quá vô hy vọng đi vô chợ gãy người ta không trả về, hồi kỳ mùng sáu cũng gặp nữa, ở đây cũng gặp nữa á, thiệt tình luôn. Thở hít thở tầm bậy thôi chứ không gì đó á. Trời ơi, cái nhỏ kia đâu mà lặng lặng vô hoài vậy, vô đây lẹ coi, hỏi vừa để coi. Nãy thấy Mập nằm đây không? Dạ thấy. Sao nó bị vậy? Tại vì ai đó chỉ á là khi mà mình đẩy tạ lên á, mình phải nín thở cho đến khi nào hết rét, hết không khí rồi bỏ xuống, thở đều, rồi nín thở đẩy tiếp. Chỉ là vậy luôn hả? Đó, mẹ tối đâu có sai đâu không? Cái màn đó là tổng qua giặc ma rồi. Tại ai biểu nó kêu em chỉ nó tập ngực. Anh nhìn đi, nó sỉ nhục em nên em chỉ vậy đó. Thằng đó nó ngu hen, nhưng mà em cũng ác quá, chỉ thằng nhỏ vậy nó chết ngắt rồi kìa, hai thằng kia khiêng đi mặt tái mét luôn không biết sao nữa. Sỉ nhục chi cho bồn kim lấy tiền mới được thôi, đâu còn phải lấy mạng nó đâu trời. Có gù nó bê tê không? Có mà nó không chịu. Thì khi nó không có tiền, không có tiền thì chỉ nó Duy Nguyễn Kim Phổ đi, miễn phí. Sao mệt quá. Trời ơi. Thôi vô đây. Làm một cái khăn cái đây. Vô tập đi. Đẩy ngực sao, đẩy coi coi, thở thiết sao. Để đúng hay là đẩy cách hồi nãy em chị? Thôi đẩy đúng đi. Đúng không? Ừ. Thôi ra, lộn, lên đây tụt wheel. Ngồi cái ghế là tụt wheel. Em là phải vậy nè, đó. Đó, lên, gồng quay. Em chỉ có năng khiếu cho bài show thôi, ra bài để anh làm chứ. Thiệt á. Mướn người thôi mà bữa đó tôi lé sao tuyển dụng nó vô trời. Nè, hít thở chỉ nó đơn giản thôi, đâu có gì khó khăn. Em nhớ đó, một cái động tác mình đẩy nó giống như cái vòng tròn vậy đó. Cái điểm đầu và điểm kết thúc, cái điểm đầu và điểm kết thúc đó là một điểm, đúng không? Đây, dễ yeah. Vậy thì đây là cái điểm bắt đầu, đồng thời nó cũng là điểm kết thúc luôn. Thì mình chỉ quan trọng là cái điểm bắt đầu, điểm kết thúc và cái quá trình. Trong cái quá trình đó, nó sẽ có cái quá trình nè. Từ cái điểm vòng tròn nha, nó chạy xuống đây, nó đụng tới giữa vòng tròn dưới đây. Điểm đối đầu với điểm này đó là điểm quan trọng, đó là điểm căn cơ. Nhớ, đó là điểm căn cơ. Thì khẩu quyết của Duy Nguyễn đã chỉ trong Kim Duy Nguyễn Kim Phổ là cái gì? Bắt đầu là hít vô, kết thúc là thở ra, căn cơ là yếm khí. Đó. Vậy thì mới thấy ví dụ bài ngực nha. Rồi. Ngực phải lại vậy nha, làm video nó mới có view. À, ngồi vô. Đây là điểm gì? Bắt đầu đúng không? Bậy bạ, bắt đầu ở đây nè. Mới dạy rồi. Bắt đầu là cái điểm mà nó đồng với điểm kết thúc. Cái điểm này không có tính.
cái điểm này mình đẩy ra thôi không có tính, đúng không? Đó nè, đây là điểm bắt đầu nè, đó vô có phải là căng cơ hết cỡ không? Ừ. Đẩy ra đúng không? Vậy bắt đầu rồi sao, nhìn miệng nè, bắt đầu về đem khí, đem khí khí đó. À, đẩy ra nè, bắt đầu hít vào. Nó vậy thôi, bài nào chả vậy, bài nào cũng vậy đó. Đừng có chỉ tùm bậy tùm bạ, nói chung lấy tiền nó được thôi, cho nó có nhiều như phổ để tập đi, sống cái đời phải có đạo đức. Lấy tiền được lấy mạng nhỏ luôn, làm cho đóng tiền có một ngày à, đâu lộn đóng tiền một tháng, tập một ngày nó nghỉ một tháng luôn. Tham chính ngày chưa mình lời. Lời cái con khỉ, rồi nó lên mạng nó bóp từ lừa hộp dưa đi rồi sao, tổn hại uy tín. Còn bài nữa, bài này ngược, bài này là kéo xô, kéo xô nó khác. Chỗ đây, lẹ đi, lẹ 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 lẹ. Chỗ ngồi vô lẹ đi. Rồi, vô. Rồi rồi, vị trí bắt đầu nào? Đây. Chưa, xuống đàng hoàng mới bắt đầu. Đó, đây là bắt đầu. Bắt đầu thì sao, rồi kéo đi. Thở ra. Rồi. Vậy bài này hít thở sao? Bắt đầu. Hít vô. Căng cơ. Yếm khí. Đúng không? Kết thúc, thở ra. Rồi vậy. Vậy cái chỗ nào là chỗ căng cơ yếm khí? Bài này nó ngược. Đó. Tại sao anh chỉ cho bài này? Tại bài bài bỏ bệnh nó khác rồi nó ngược. Vậy căng cơ là cái điểm ở đây, cái điểm mà giang lắc lên vậy nè. Nó mới căng cơ lưng ra. Chỗ này mình phải yếm khí. Đúng không? Kéo xuống thở ra. Căng cơ bắt đầu. Vậy là bắt đầu phải là điểm đâu? Bắt đầu là điểm dưới. Đúng rồi, chính xác. Giỏi, giỏi, giỏi. Vô lại, vô lại, vô lại. Làm ngọt coi. Đưa về bắt đầu coi. Rồi, đưa về bắt đầu. Đưa về bắt đầu. Đây là bắt đầu đây. Rồi, chuẩn bị nè. Vô. Đó. Kết thúc. Bắt đầu. Đó, điểm bắt đầu kết thúc là điểm xuống đó nha các bạn. Rồi, điểm căng cơ là điểm trên này. Đó. Rồi, kiểm tra bài. Lẫn nhẫn cái cương đi. Rớt cái hộp rồi. Rồi. Giờ anh làm bất kỳ nha. Kiểm tra coi. Ok. Điểm gì? Bắt đầu. Căng cơ. Kết thúc. Căng cơ. Vậy hít thở đi. Hít thở đi. Ừ. Hít. Yếm. Thở. Cái gì vậy? Hít. Yếm lại. Thở ra. Hít. Yếm lại. Thở ra. Rồi. Nhức nách quá. Đó, bài đó ngược. Giờ thêm bài đó nghỉ ha. Ừ. Trong quá trình tập các em cần phải xác định được đâu là điểm bắt đầu, đâu là điểm kết thúc. Rồi, cho bài này tập đi đi. À. Điểm nào điểm căn cơ? Điểm dưới. Điểm ở dưới căn cơ, vậy suy ra điểm ở trên sẽ là điểm bắt đầu. Bao giờ nó cũng ngược các bạn, đúng không? Cái điểm nào căn cơ, bạn xác định được điểm căn cơ điểm đây đúng không? Thì chắc chắn tại trên đây phải là điểm bắt đầu thôi. Ừ. Vậy là có hít có thở trên này. Ở dưới đây không có thở gì hết. Đó. Ha. Bắt đầu nha. Ok. Hít. Đầu tiên chúng ta phải xác định cái điểm bắt đầu trước. Rồi vô. Thở ra tiếng coi. Điểm căn cơ là cái điểm là cho cái cơ bắp, cái vùng cơ ta chúng ta tập nó giãn, nó nhức, đó là điểm căn cơ. Thì đối lập với cái điểm căn cơ sẽ là điểm bắt đầu. Thì tại điểm bắt đầu nó cũng là điểm kết thúc. Thì bạn đầu tiên thì bạn sẽ hít vào, xong rồi tới căn cơ thì bạn yếm khí bạn giữ lại. Rồi xong tới bạn tập bạn kéo lên thì bạn đó nó quay về trở lại cái điểm bắt đầu. Thở ra. Bắt đầu kết thúc sẽ là một điểm. Căn cơ là cái điểm đối lập. Bài nào cũng vậy thôi. Bài đạp cũng vậy hết. Rồi qua đây lấy ví dụ thêm một bài nữa đi. Ví dụ ở bài này, đầu tiên các bạn phải xác định được điểm căng cơ. Tập gì ta? Tập lưng. Đúng chưa? Để không căng rồi đó. Vậy sao căng? Cơ căng ở đây.
Vậy là cái điểm mà điểm căn cơ nè. Vậy cái điểm bắt đầu kết thúc sẽ nằm đây. Đúng không? Đầu tiên ta phải đưa tại điểm bắt đầu kết thúc. Đây. Đúng không? Rồi chuẩn bị tập nè. Chuẩn bị tập thì sao? Hít vào. Rất đơn giản các bạn ơi. Đối với Diệu Nguyễn Kim Phổ, bạn cần nhớ bắt đầu hít vào, căng cơ yếm khí và kết thúc thở ra. Hay nói cho suông miệng là bắt đầu hít vào, kết thúc thở ra, căng cơ yếm khí. Chúc các bạn hít thở thành công. Đừng có xui như thằng Mạch hồi nãy nha. Xin hãy kính chào. Đi ăn lẩu dê nha.